Ok, mình nói các bạn hồi nãy đó. Ok, sorry các bạn nha, hồi nãy cái máy mình bị dừng đột ngột á, hoặc là bị hết dung lượng á, nên các bạn cái phần này là phần đại kết. Các bạn nhớ like và subscribe và hôm nay ký kênh và nhấn chuông phía dưới để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hồi nãy mình làm cái video sao chép dữ liệu Vinabot á, cái máy của mình nó bị dừng đột ngột á, cái máy mình đang quay nè. Mà hiện tại hồi nãy mình quay bằng iPad. Cái iPad của mình nó 16 GB với mấy. 16 GB xong rồi nó quay chút xíu rồi. Quay xong rồi nó bị dừng ngột ngột. Xong rồi nó kêu mình là bị nó kêu nó bị hết bộ nhớ gì đó. Mình vô mình kiểm tra xong rồi là nó bị giống như là không bay gì hết, không bay gì hết. Hết luôn. Đó, giờ là mình nói cái phần đoạn kết thôi. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Mega bye các bạn nha. Bye các bạn.